Con sung sướng được có Chúa chăn dắt chúng con. Chúng con tin mỗi tuần, chúng con tin mỗi ngày sự hiện diện của Chúa trong gia đình của chúng con, chăm sóc chúng con, ban ơn cho con thực ăn uống chúng con và tiêu trừ bệnh hoạn của con chúng con. Giờ này chúng con đến để mà chúng con thờ phượng. Chúng con muốn mở lòng ra để nghe lời của Chúa Trời. Những lời ấy là lời sống linh nghiệm, sẽ biến đổi cuộc đời của chúng con, làm kết quả trong cuộc đời của chúng con, gây dựng đức tin của chúng con một cách mạnh mẽ. Chúng con được trưởng thành trong nhà Chúa và kết quả cho Chúa. Con cảm ơn Cha. Con dâng hết thảy anh em chị em chúng con cho Chúa, là Thánh Linh xin hãy hướng dẫn và dạy dỗ chúng con những lời mầu nhiệm và lẽ thật của Ngài. Chúng con vui mừng tiếp nhận bởi đức tin chúng con hiệp một và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ma-thi-ơ đoạn 24. Trước khi tin Chúa thì chúng ta không có nghe, không có biết về Ngài tận thế. Chúng ta cứ suy nghĩ là thế giới này sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng mà thật ra, khi tin Chúa rồi chúng ta mới biết rằng có một cái Ngài gọi là tận thế. Chúng ta cứ tưởng mặt trăng với mặt trời thì sẽ tồn tại mãi. Nhưng mà không, Chúa sẽ nói đến một ngày nó sẽ biến mất. Nó sẽ hủy hoại và nó bị biến mất. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm chính Chúa Giêsu phán những lời về ngày tận thế là như thế nào trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Từ câu 1 đến câu 3 thì Chúa nói thế nào? Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ đương đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Chúa nói là sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Chúng ta thấy nếu mà một cái bức tường hay là một cái đền thờ mà nó bị sụp đổ đó, thì ít nhất nó cũng còn cái nền, nó cũng còn những viên gạch chồng lên nhau một cách lỡ dở. Đằng này lời tiên tri rất là kỳ lạ, đó là không bất kỳ một viên đá nào mà nó được xếp chồng lên hết. Trong khi cái đền thờ thì rất là nguy nga và tráng lệ. Nhưng mà Chúa tiên tri trước, không còn một viên đá nào mà chồng trên một viên đá nào. Nếu chúng ta đập sập một bức tường thì ít nhất cái gốc nó cũng còn viên đá này chồng lên viên đá kia. Đấy. Nhưng mà không, Chúa tiên tri như vậy. Ngài đưa ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài mà nói rằng xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy đến. Những sự đó là những điều mà Chúa nói về một viên đá, không có viên đá nào chồng lên thế nào đó. Nghĩa là sự hủy phá của đền thờ đó. Và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Như vậy là môn đồ cũng biết cái chuyện này ha. Môn đồ chắc cũng nghe Chúa nói, cho nên nó bây giờ xin Chúa cho cái dấu hiệu biết là khi nào Chúa đến và tận thế. Này. Như vậy chúng ta thấy đây là lời tiên tri kỳ lạ của Chúa đã ứng nghiệm 40 năm sau. 40 năm sau đó thì quân La Mã đến vây thành Jerusalem và hủy phá thành. Titus chỉ huy La Mã đã ra lệnh phá hủy toàn bộ thành phố và đền thờ. Cái ông chỉ huy La Mã này nè. Và Terentius, một sĩ quan La Mã, đã dùng lưỡi cày. Ông trời ông lấy lưỡi cày. Để hủy phá nền móng của đền thờ đến nỗi mà không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Lời tiên tri ứng nghiệm ha. Không phải chỉ là đập đổ mà dùng máy cày luôn, dùng lưỡi cày cày cái nền lên luôn. Và điều đó nó cũng đúng như lời tiên tri xưa của Mi-chê. Trong 3:12 nói là vậy nên vì cớ các ngươi Si-ôn sẽ bị cày như ruộng. Nghĩa là trong thời cũ ước, Chúa đã sai tiên tri, đã tiên tri trước rồi về cái việc mà Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Jerusalem trở nên đống đổ nát. Đấy. Chúng ta thấy lời tiên tri chính xác luôn, mà lời tiên tri rất là kỳ lạ. Đấy. Bây giờ chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4 đến 14 là Chúa Giê-xu đáp với lại các môn đồ khi mà họ hỏi về cái sự hủy phá thành Jerusalem và các dấu hiệu chỉ về ngày tận thế như thế nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Cẩn thận nha, coi chừng có người dỗ dành đó. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Nghe chưa?
Chúng ta học, chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu là Đấng Messi, trong tiếng Hy Lạp gọi là Đấng Christ đó. À, nhưng mà vẫn có nhiều người Do Thái họ không tin Chúa Giêsu là Đấng Messi. Và thậm chí từ đó cho đến ngày hôm nay cũng nhiều người đến mà tự nhận mình là Đấng Messi hoặc là được người ta suy tôn là Đấng Cứu Thế. Đó. Thậm chí là có người mạo danh luôn, có nghĩa là tự xưng mình là Giêsu. Sẽ lôi kéo nhiều người đi theo. Tất nhiên họ lôi kéo bằng cách nào? Không phải chỉ là họ giảng hay nói giỏi mà họ còn lôi kéo bằng dốt kỳ và phép lạ nữa. Câu 6 Chúa nói tiếp nè, những cái sự kiện nó sẽ xảy ra trong những cái ngày cuối cùng nè. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, nhưng hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến xong chưa cuối cùng đâu. Khi nghe nói về giặc á, giặc giả chiến tranh thì đừng bối rối, Chúa dặn đừng bối rối vì nó chưa phải là sự cuối cùng. Câu 7, dân này sẽ lấy dân lên ngồi nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ có đói kém và động đất. Xong mọi điều đó chỉ là đầu của sự tai hại. Và chúng ta thấy rằng cái này đã đang diễn ra rồi, nhưng mà nó chỉ là đầu của sự tai hại. Câu 9, bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi các ngươi, sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Đó, nhà cơ đốc nhân bị bắt bớ Chúa tiên tri trước rồi. Khi ấy cũng có nhiều kẻ xa vào trước cám dỗ phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, không chỉ là Christ giả mà là tiên tri giả luôn. Lại vì cớ tội ác thêm nhiều thì lòng mến, yêu mến của nhiều phần nhiều người sẽ nguội lần. Đức Chúa Trời tạo dựng người ta và ban cho người ta tình yêu thương. À, và bởi tình yêu thương đó mà sống giữa đồng loại một cách tốt đẹp. Nhưng mà Chúa nói trong những ngày cuối cùng này là tình yêu thương nó bị nguội lạnh. Mà quả thật ngày hôm nay chúng ta thấy tình yêu thương nó vô cùng là coi như là nguội lạnh. Người ta có thể giết nhau không góp tay, thậm chí là coi như người thân trong nhà, chồng giết vợ, con giết cha. Rất là kinh khủng ngày hôm nay. Cho nên Chúa nói là tình yêu của con người nó càng ngày càng cạn kiệt, càng nguội lạnh. Trong khi đó Chúa đã ban cho con người sự sống và tình yêu. Nhưng mà họ đã bởi vì tội lỗi mà nó làm cái chuyện đó. Tội lỗi nó ảnh hưởng đến tình yêu của con người. Câu 13, Chúa nói nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Bền chí ở đây là bền chí trong đức tin đó nha. Bền chí trong đức tin. Câu 14 nói là vì tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đây là lúc mà cuối cùng đây. Chúa nói những cái chuyện kia chỉ là đầu của sự tai họa thôi. Đầu thôi. Chưa phải là cuối cùng. Khi nào thì cuối cùng? Khi nào mà tin lành được giảng ra khắp đất? Tin lành phải được giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng mới đến. Cho nên trong cái lời đáp của Chúa Giêsu đối với môn đồ thì Chúa nói trước tiên sẽ có nhiều Christ giả. Từ hồi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, hội thánh mới thành lập là đã có Christ giả rồi. Đó, rồi sau đó là giặc giả, thiên tai, bắt bớ, tiên tri giả, rồi bội đạo luôn, người ta sẽ bội đạo, sẽ ngày cuối cùng sẽ bội đạo. Mọi điều đó chưa phải là cuối cùng cho đến khi. Vì lý do sao bội đạo như thầy nói nãy thấy không? Bội đạo là bởi vì người ta sẽ bị lừa dối bởi các tiên tri giả, lừa dối bởi Christ giả bằng những dấu kỳ phép lạ, và họ quyết định họ bội đạo, họ tin vào những cái Christ giả đó, không còn tin Chúa Giêsu là Đấng Christ nữa. Nhưng mà sự cuối cùng là khi nào? Là tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà cuối cùng sẽ đến là ý định nhân từ lớn lao của Chúa Thiên Thượng, của Cha Thiên Thượng. Bởi vì Chúa muốn mọi người đều được cứu và hiểu biết lẽ thật. Cho nên Chúa muốn tin lành phải được giảng ra đầy đủ đã. Chừng nào mà tin lành chưa được giảng ra đầy đủ khắp đất này thì sự cuối cùng vẫn chưa đến. Người ta vẫn ở dưới chiến tranh rồi tai nạn này kia vân vân. Cho đến chừng nào mà tin lành phải được giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng mới đến. Cho nên cái thời giờ không có định đâu. Thời giờ không có nhất định đâu. Thời giờ là phải đợi cho đến khi nào tin lành được giảng ra khắp đất, và đó là trách nhiệm của Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay. Ma-thơ đoạn 24 câu 15, Chúa nói về cái việc mà đền thờ bị hủy phá đó. Chúng ta xem Chúa trả lời như thế nào. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà các đấng mà đấng tiên tri Đa-nên đã nói, ai đọc phải để ý. À, như vậy Đa-nên nói trước rồi, nơi thánh là Jerusalem và đền thờ sẽ bị
tàn nát và gớm ghiếc, nghĩa là nó bị hủy phá đến nỗi kinh khủng lắm. Này, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn trên núi. Khi mà cái điều đó nó xảy ra đó, thì người nào ở trong xứ Giu-đê là trốn lên núi luôn. Có nghĩa là cái tai nạn này nó không chỉ xảy ra riêng với thành Jerusalem và đền thờ, nhưng mà nó lan rộng ra cả xứ Giu-đê luôn. Cho nên trong xứ Giu-đê phải tìm cách trốn lên núi đi, đừng ở xứ Giu-đê bởi vì sẽ bị ảnh hưởng. Ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cải trong nhà. Mái nhà của người Do Thái là bằng phẳng chứ không phải là góc như chúng ta đâu. Họ có thể lên đó họ làm việc này việc kia vân vân, nhưng mà họ đang khi họ làm việc mà coi như tai nạn xảy ra thì lật đật giọt luôn chứ không xuống nhà lấy của cải, tìm cách để xuống mà chạy trốn chứ không xuống mà lấy của cải. Đó. Ai ở ngoài ruộng thì đừng trở về lấy áo của mình. Đấy. À, coi như là nếu mà đang làm ruộng mà có lỡ mà coi như là mặc có một bộ thông phong phanh gì đó thì lo chạy đi chứ đừng lo mà coi như về lấy áo để có đủ sẵn quần áo mà đi rồi thủ ấm này kia, mình không giọt luôn vậy đó. Đấy, đang lúc đó khốn khai cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Câu 20 Chúa nói là hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhầm lúc mùa đông hay là người sa bát. Trốn mà trốn nhầm lúc mùa đông thì nó khổ sở biết là bao nhiêu nha. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, và sau này cũng không hề có như vậy. Lời tiên tri rằng là coi như là thành Jerusalem nó sẽ bị tan hoàng, sẽ bị đại họa, mà từ trước tới bây giờ chưa từng có, và rồi sau này cũng chưa từng có như vậy, nghĩa là một cái tai họa kinh khủng lắm. Câu 22 nói nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ được giảm bớt. Vì cớ các người được chọn thì ngày ấy sẽ được giảm bớt, còn nếu không được giảm bớt thì không có một người nào sống sót hết, tất cả đều phải chết sạch hết. Và chúng ta thấy rằng là trong Luca đoạn 21 câu 24 lại nói rõ hơn cái tai nạn. Matthew thì nói chung chung thôi, nhưng mà Luca 21 24 thì nói rõ cái tai nạn đó là gì. Tai nạn lớn đó, hoạn nạn lớn đó, là họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị dẫn đi làm phu tù khắp các nước. Chi tiết luôn ha. Và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến khi thời kỳ của dân ngoại được trọn. Có nghĩa là hoang vu. Người ta đi qua đi lại như là một cái chỗ hoang vu vậy đó, bị giày đạp. Cho đến chừng nào dân ngoại được trọn, có nghĩa là cho đến chừng ngày mà dân ngoại được tiếp nhận đủ số, tin Chúa đủ số, thì lúc bấy giờ là coi như là thành Jerusalem mới không còn hoang vu nữa. Và chúng ta thấy điều đó nó đã được ứng nghiệm. Josephus, một sử gia Do Thái, ông là cái người trong cái thời cái đại nạn đó, ông đã mô tả. Ông nói là mọi tai họa ngài nói đã giáng xuống bất kỳ dân tộc nào từ khi thế giới bắt đầu chỉ là nhỏ so với những tai họa của người Do Thái. Ông không nói được tương lai như thế nào, nhưng ông biết chắc là coi như trước đây chưa bao giờ có một cái tai nạn nào xảy ra trên tất cả các nước mà nó so được với cái tai nạn đã xảy ra với người Do Thái. Ông nói thêm rằng trong cuộc vây hãm Jerusalem không dưới 1.100.000 người đã thiệt mạng. Không dưới 1.100.000 người đã thiệt mạng, khủng khiếp chứ. Cái thành Jerusalem thôi đó mà không dưới 1.100.000 người được thiệt mạng. Rồi nhiều người cũng đã bị đóng đinh. Joseph nói rằng hàng trăm người đầu tiên bị đánh bằng roi, sau đó bị hành hạ bằng nhiều loại tra tấn khác nhau và cuối cùng bị đóng đinh. Này, đóng đinh giống như là một cái trò tiêu khiển của họ vậy. Người Israel chết rất thảm thiết. Thậm chí có một cái câu chuyện mà một câu chuyện mà nó ứng nghiệm trong cái lời tiên tri của Kinh Thánh về sự rủa xả của Israel, sự rủa xả mà Chúa dành cho Israel. Đấy, trong Cựu Ước, trong năm sách Ngũ Kinh của Môi-se đó. Một phụ nữ có địa vị bị quân lính cướp bóc trong cơn đói giận dữ và tuyệt vọng đã giết và nướng đứa con của chính mình và đã ăn một nửa đứa con trước khi hành động đó bị phát hiện. Đói đến mức độ đó, tại vì dân lính La Mã nó vây chặt thành Jerusalem, không ra không vào được. Không ra không vào được. Đấy. Cho nên ai đang làm ngoài đồng là đi luôn chứ không có vào được. Không có vào được. Vây chặt, đói đến mức mà coi như nướng luôn con mình để ăn. Và nó ứng nghiệm cái lời tiên tri ở trong năm sách Ngũ Kinh có nói về sự rủa xả. Lời nguyền rủa của họ đã ứng nghiệm một cách khủng khiếp.
Chúng ta nhớ rằng khi mà họ biểu Phi-lát, họ họ tụ họp đám đông lại, họ áp lực với Phi-lát để mà đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Phi-lát nói là người này không có tội gì hết, nhưng mà họ cứ muốn là coi như là đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá, và họ tuyên bố rằng máu của hắn đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Hay nói khác hơn là nó cứ đóng đinh đi, nếu mà oan ức ấy, thì máu của nó đổ trên chúng tôi. Nếu mà chỉ nói là đổ trên chúng tôi là những người mà ép đóng đinh thôi thì còn tạm gọi là công bình, nhưng mà còn đổ luôn trên con cháu chúng tôi. Và quả thật như vậy, máu đó đã đổ trên thành Jerusalem, máu của họ đổ tùm lum trên thành Jerusalem, thậm chí là thành Jerusalem lúc bấy giờ là bị cháy rất là nhiều, mà máu nó lan ra mà nó dập tắt luôn những đám cháy đó. 1.100.000 người chết, mà tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào. Có nhiều gia đình là coi như là quân lính nó nhảy vô mà nó cướp, nó mở cửa vô nó cướp thì nó thấy toàn là xác chết không, chết vì đói nằm ở trong đó không? Nó cũng chẳng cướp được cái gì. Vậy. Rồi từ đó trở đi là chúng ta thấy dân Do Thái là bị bắt bớ, bị này kia trên khắp thế giới. Cái chủ nghĩa mà bài Do Thái, nó là cái chủ nghĩa rất kinh khủng. Gặp người Do Thái ở đâu là coi như là giết ở đó. Vì vậy mà coi như là không những là họ mà con cháu của họ, bởi vì họ đã thề độc như vậy. Họ thề như vậy để họ ép Phi-lát đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Luca đoạn 21 câu 24 nói thêm là họ sẽ bị dẫn đi làm phu tù khắp các nước. Mà chúng ta biết là sử gia Josephus nói rằng là cho biết rằng số tù binh đã bị bắt trong toàn bộ cuộc chiến lên tới 97.000 người. 97.000 người là gần 100.000 người bị bắt. Nhưng mà chúng ta lưu ý, chúng ta thấy dù là hoạn nạn lớn chưa từng có đã xảy ra với Jerusalem như vậy, nhưng mà vì cơ đốc nhân trong thành, vì lúc ấy đã có cơ đốc nhân rồi, có những người được chọn rồi, cho nên ngày đó gì cũng bớt. Và có một điều kỳ diệu mà sử gia, các sử gia đã ghi lại là không có cơ đốc nhân nào bị giết, hết thảy đều được thoát khỏi sự tàn sát đó luôn. Rất là hay, nó có nhiều cái cách, tự nhiên Chúa làm nhiều cái cách khác nhau. Những người tin vào lời tiên tri thì thoát khỏi trước, còn những người còn bị kẹt trong thành đó, thì tự nhiên có một cái giai đoạn nào đó dân quân La Mã nó mở cái vòng vây ra và những người đó thoát đi. Mai thơ 24 câu 23 đến 35, Chúa nói tiếp: khi ấy nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin, đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Đó, những người được chọn là những cơ đốc nhân đó nha. Mà nghe nói là Christ rồi tiên tri này kia là làm phép lạ là cũng vẫn có khuynh hướng là chạy đến để mà tìm kiếm cái phép lạ đó. Cái xu hướng của con người là thích phép lạ. Cho nên ở đâu phép lạ là có xu hướng chạy đến đó, chẳng cần biết đó là ai. Đấy. Nó dựng lên nhiều cái người, thậm chí người chết rồi, giống như là ông cha Diệp vậy chẳng hạn đó. Nhiều phép lạ là thế, là không biết bất kỳ đạo giáo nào cũng chạy về đó để tìm kiếm phép lạ. Cho nên chúng ta biết rằng là cẩn thận, sẽ có nhiều Christ giả, tiên tri giả sẽ làm phép lạ. Mà họ làm phép lạ được là bởi vì sự hà hơi của ma quỷ với họ. Ma quỷ khiến cho họ có quyền năng để làm phép lạ. Và như vậy thì dễ, rất là dễ bị lừa dối đó nha. Này ta đã bảo trước cho các ngươi, vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng này, Ngài ở đông trong đồng vắng thì đừng đi đến. Đừng có chạy đến. Nếu mà người ta nói, Chúa đang ở trong đồng vắng, đừng đến. Này Ngài ở trong nhà thì đừng tin. Nói tóm lại là nếu mà mình nghe nói là phong phanh là Chúa đang ở đâu này kia, Chúa Giê-xu hay là Đấng Christ hay là ai ai đó làm phép lạ đang ở đâu thì đừng chạy đến, đừng tin. Vì như chớp nhoáng phát ra từ phương Đông nhán đến phương Tây thì sự con người đến cũng sẽ thế ấy. Ngài không có đến cái kiểu đó đâu, không phải đến đó rồi làm phép lạ hay là giảng hay ở đâu đâu. Mà lần này Ngài đến là giống như là chớp nhán, Ngài đến cái kiểu đó. Ngài đến kiểu đó. Chứ không phải là nghe nói ở đâu đó có ai đó. Ngài đến rầm rầm chớp nhán từ phương Đông đến phương Tây, có nghĩa là họ phải chứng kiến cả thế giới này, chứng kiến cái sự kiện đó. Câu 28 nói nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm lại tại đó.
Câu 29, sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và các thế lực của từng trời rúng động. Đây là cái dấu hiệu quan trọng nhất này. Dấu hiệu này mới là quan trọng. Bởi vì Chúa nói câu 30 là khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc dưới đó sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Cái chuyện mà động đất, đói kém, bội đạo, vân vân và vân vân, không ăn thua gì hết. Chúa vẫn chưa đến. Nhưng mà khi mà các thế lực từng trời rút động, mặt trời sẽ không sáng, mặt trời sẽ tối tăm và mặt trăng không sáng. Thì lúc bây giờ chúng ta mới biết rằng Chúa đến. Ngài sẽ thay thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương. Từ cuối phương trời này cho đến phương trời kia, tất cả từ cuối phương trời được nhóm lại những kẻ được chọn. Cho nên chúng ta phải lưu ý, cẩn thận với những dấu lớn và phép lạ, kẻo chúng ta bị lừa dối. Chúng ta biết rằng là Chúa nói người công bình sống bởi đức tin. Phép lạ là một phần để hỗ trợ cho chúng ta, nhưng nó không phải là quyết định. Nó không phải là vấn đề quyết định. Cái điều Chúa muốn chúng ta là phải tin nơi lẽ thật. Chúng ta sống là sống bởi đức tin nơi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là theo phép lạ. Không có chạy theo phép lạ. Tất nhiên Chúa là Đức Chúa Trời của phép lạ. Ngài có thể làm phép lạ. Và đời sống chúng ta có thể kinh nghiệm phép lạ. Nhưng cái cốt lõi nhất, cái quan trọng nhất, đó là lẽ thật. Đó là chúng ta học lẽ thật, biết lẽ thật, tin lẽ thật và bước đi theo lẽ thật. Đó là điều quan trọng nhất và để chúng ta không bị lừa dối. Đấy. Đấng Christ thật phải có danh và Giê-xu. Và khi Ngài đến thì Ngài phải đến theo cái kiểu là đại quyền, đại vinh ngữ trên mặt trời mà đến. Phải nắm chắc cái điều đó nhé, đừng có bị lừa dối. Thứ nhất, Đấng Christ phải là danh Giê-xu, không có danh nào khác, anh sang hồng cái gì. Không có cái chuyện đó. Phải là Giê-xu. Và thứ hai, điều kiện thứ hai quan trọng là Ngài đến là ngự trên mây trời đại quyền đại vinh mà xuống. Một lưu ý nữa, Chúa nói là đừng đi đến, nghe nói ngoài đồng ruộng đừng đến, hoặc là trong nhà thì đừng đến, tin. Chúng ta đừng đến với họ. Và chúng ta cũng không cần chạy đến với bất kỳ ai, kể cả Đấng Christ luôn nữa. Chúng ta không cần phải chạy đến, kể cả Christ thật luôn, chúng ta không đến. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Có nghĩa là chúng ta không cần đi đến, bởi vì Chúa sẽ cất chúng ta đi. Bởi một tiếng kèn thôi, một tiếng kèn thôi, một sự cất lên với quy mô chưa từng thấy, mà nó xảy ra trong chớp mắt thôi, trong vinh hiển tột cùng. Lúc bây giờ chúng ta vừa nghe tiếng kèn là trong nháy mắt chúng ta bay đi mất rồi quý vị. Chúng ta xuyên qua các tầng nhà luôn. Thậm chí ai mà đang ở nhà lầu, ai ở trong đền thờ, xuyên luôn đi luôn. Bởi vì lúc đó chúng ta đã được biến hóa thân thể siêu nhiên rồi. Không còn bị giới hạn bởi thời gian, không gian nữa. Không bị giới hạn bởi vật chất nữa. Chúng ta đã đi xuyên hết các tầng nhà để đi lên trời trong chớp mắt. Ở cùng Chúa rồi. Cho nên đâu có cần đi đến đâu. Mà thậm chí cũng cần đi đến Chúa nữa, bởi vì Chúa sẽ đem chúng ta đi một cách siêu nhiên như vậy. Đó là lẽ thật nha quý vị. Đó là lẽ thật, phải biết, phải tin điều đó. Nhưng mà chúng ta nói là Chúa nói là những kẻ được chọn. Như vậy ai là kẻ được lựa chọn? Ai là kẻ được lựa chọn? Hôm trước chúng ta học rồi đó. Không phải là được lựa chọn và theo tiêu chuẩn phẩm chất của chúng ta. Không có, Chúa không có lựa chọn chúng ta theo tiêu chuẩn phẩm chất chúng ta. Không hề. Chúng ta được cứu là bởi đức tin, chứ không phải là bởi theo tiêu chuẩn phẩm chất. Mà kẻ được lựa chọn chúng ta, hôm trước chúng ta học trong cái ví dụ vị vua mà làm tiệc cưới đãi con mình đó. Kẻ được lựa chọn là kẻ mà chấp nhận lời kêu gọi của Chúa. Kẻ được lựa chọn là kẻ chấp nhận sự công bình của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự công bình riêng của mình. Mặc cái áo lễ công chính của Chúa. Đó là kẻ được lựa chọn. Cho nên hết thảy chúng ta cơ đốc nhân là kẻ có đức tin thì đều là kẻ được lựa chọn. Và trong cái ngày đó, khi mà Đấng Christ đến thì cái tiếng kèn nổi lên là chúng ta được cất lên. Trời đất sẽ qua nhưng lời ta nói sẽ chẳng bao giờ qua đi. Chúng ta thấy không? Chúa tuyên bố lời của Ngài còn vững hơn cả trời đất nữa.
Lời của Chúa còn vững hơn cả trời đất nữa đó. Lời của Chúa, thậm chí trời đất có thể sụp đổ, nhưng mà lời Chúa chưa ứng nghiệm thì lời Chúa vẫn còn ở đó cho đến khi nó ứng nghiệm. Hay nói khác hơn là Chúa nói là tin chắc đi, tin chắc đi, tin chắc hơn cả là tin là mặt trời mặt trăng đang tồn tại. Tin chắc lời của Chúa đi. Cho nên chúng ta là cơ đốc nhân phải tin chắc cái ngày đó, cái ngày mà thế lực các tầng trời rúng động, Chúa Ngài sẽ đến cất chúng ta lên trong sự vinh hiển. Đó là điều chắc chắn luôn, điều chắc chắn luôn quý vị. Ma-thơ đoạn 24 câu 36 42 chúng ta xem tiếp. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ ở trên trời hay là con cũng vậy. Xong chỉ một mình cha biết mà thôi. Như vậy là cha là đến quyết định, chứ không phải là chính Chúa Giêsu cũng không quyết định được cái ngày đó nữa. Chính cha là đến quyết định. Mà chúng ta biết là cha quyết định là dựa theo cái ý muốn nhân từ lớn lao của cha, đó là tin lành phải được giảng ra khắp đất. Câu 37, trong đời Noe thì thể nào khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày ấy nước trước nước lụt người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Và khi con người đến cũng như vậy. Chúng ta lưu ý chỗ này nè. Đùa đem đi hết thảy. Ai là kẻ bị đùa đem đi hết thảy, còn ai là người ở lại? Trong trường hợp này chúng ta thấy là kẻ mà không tin, kẻ ác sẽ bị đùa đem đi hết thảy, còn Noe và gia đình Noe ở lại. Ở lại đâu? Ở lại trong tàu của sự cứu rỗi. Còn những người kia bị đùa đem đi hết thảy. Rồi Chúa nói cái ví dụ đó trong thời cổ ước, rồi Chúa mới thêm cái câu này, câu 40 nói này. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở cùng trong một đồng ruộng. Một người được đem đi, còn một người bị để lại. Cái chữ được với cái chữ bị này chúng ta phải xem xét lại. Nó không ổn lắm. Nó là một người được đem đi, một người bị để lại. Mà đem đi đâu? Đem đi đâu? Kinh Thánh đâu có nói đem đi đâu? Chúa Giêsu đâu nói đem đi đâu? Đem đi để trừng phạt, hay là đem đi để được cứu? À, đem đi là Chúa đem đi, hay là mà lực quân La Mã bắt đem đi? Quân La Mã bắt đi lưu đày. Một người bị để lại. Câu 41 nói là và có hai người nữ đương xây cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Chúng ta suy gẫm. Cho nên Chúa dặn chúng ta là đừng tin bất kỳ ai tiên đoán về ngày giờ Chúa đến. Không ai biết mà. Đừng có tin. Ngày hôm nay rất là nhiều diễn giả, nhiều mục sư giảng là mùa thu này Chúa đến, hay là năm đó Chúa đến. Không, đừng có để tiên đoán kiểu đó. Mà chúng ta cũng đừng tin nữa. Ngày hôm nay rất nhiều người giảng vậy đó. Họ lấy những dấu hiệu này, dấu hiệu kia ra, họ tuyên bố là cuối năm này Chúa đến, là mùa thu Chúa đến. Bây giờ chúng ta là phải giữ mình, bởi vì nếu không chúng ta bị bỏ lại. Thế là họ từ chối việc làm, họ nghỉ việc, họ bán hết của cải tài sản, họ ở nhà kiêng ăn cầu nguyện giữ mình thánh sạch, không dám đụng chạm tới ai, sợ là coi như phạm tội, là coi như là bị bỏ lại. Nhiều lắm quý vị, ở nhiều trường hợp đã xảy ra từ trước đến nay. Bởi vì không biết lẽ thật, không hiểu lẽ thật, không tin lẽ thật. Tin lẽ thật. Bởi vì Chúa đến là Chúa cứu những người được chọn. Những người được chọn là những người chấp nhận lời mời của Chúa. Những người được chọn là những người có đức tin nơi Chúa. Chứ Chúa không có phải là cứu những người theo tiêu chuẩn phẩm chất tốt đẹp. Không phải vậy. Họ sợ quá, họ bỏ hết sợ ra cho ngoài đời va chạm, phạm tội này kia, bị bỏ lại. Không phải vậy. Chúng ta biết là chúng ta chỉ biết dấu hiệu sau cùng khi Ngài đến là thế lực các tầng trời rúng động. Cho nên bây giờ mà ai nói cái gì, tiên đoán cái gì, đừng có tin. Đừng có tin nữa, Chúa sắp đến rồi. Chứ cẩn thận, mua mì gói về tích trữ. Chúng ta biết rằng là nó xảy ra cái gì mặc kệ nó, nhưng mà khi chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn thấy các thế lực từng trời chúng động, mặt trăng tối tăm, mặt trời tối tăm, mặt trăng không sáng nữa, các ngôi sao trên trời xa xuống và các thế lực từng trời chúng động, thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng chuẩn bị Chúa đến đó. Lúc đó mới nhận ra là Chúa đến đó. Chứ đừng tin ba cái lời linh tinh đó. Nhưng mà lúc đó thì sao? Thái độ của chúng ta như thế nào lúc đó?
khi mà thấy mà những cái thế lực từng trời rúng động như vậy. Với người ngoại thì rất là sợ hãi nha, nhưng mà Chúa nói với chúng ta trong Luca đoạn 21 câu 8, chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên và ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Khác biệt không? Thiên tai, địch họa không quan trọng, nhưng mà khi các thế lực từng trời rúng động, người ta vô cùng sợ hãi. Không có cái sự sợ hãi nào lớn hơn là tự nhiên mặt trời nó tối tăm, mặt trăng không sáng nữa. Không có cái sự sợ hãi nào giống như vậy hết. Đấy. Nhưng mà Chúa nói ngay lúc đó đừng sợ, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của ngươi gần tới. Một người được đem đi còn một người bị để lại. Trong ví dụ Noe, người bị đem đi, Kinh Thánh tiếng Anh nói là took them all away. Took them all away có nghĩa là bắt họ đi hết. Là kẻ ác, còn người ở lại là Noe, là người công bình. Cho nên dịch là người bị đem đi, người bị ở lại, là chúng ta thấy rằng coi như là nó không ổn. Chúng ta nên dịch là người bị đem đi, còn người ở lại, chứ không phải là người được đem đi, người bị ở lại. Người được ở lại, không phải vậy. Trong bản tiếng Kinh Thánh tiếng Anh thì chúng ta thấy là coi như là người ta dịch, người ta dùng hai cái từ là take. Hai người nam ở trong đồng ruộng, một người bị đem đi, chứ không phải được đem đi. Hai người nữ xây cối thì một người bị đem đi và còn người kia ở lại. Ở lại chứ không phải gọi là bị ở lại, không có bị ở lại ở chỗ này. Đấy. Trong Noe cũng vậy, took them là take them away. Và Chúa cũng không có nói rõ rõ lý do là tại sao người đi kẻ ở. Chúa đâu có nói lý do đó. Chúa không nói lý do tại sao cái người này vì sao mà cái người này bị đem đi, cái người kia bị để lại. Chúa không nói lý do. Chúa nói chỉ đơn giản là có hai người, một người đi, một người ở trong cái hoàn cảnh đó. Vì cái cách diệt không rõ ràng trên mọi người đều suy luận theo cái kiểu tốt xấu. Họ cứ suy nghĩ, cái người này trung tín với Chúa là được đem đi, còn người này không trung tín ở lại. Cho nên là cái tâm lý là sợ bị bỏ lại. Nhiều cơ đốc nhân tâm lý sợ bị bỏ lại. Hầu như ai cũng sợ. Tại vì nếu mà suy luận theo kiểu tốt xấu thì tôi làm gì đủ tốt, tiêu chuẩn tôi đã đủ chưa? Tôi còn điều này, tôi còn điều kia, làm sao tôi dám chắc là tôi được đem đi? Hoang mang, lo sợ, nghi ngờ, không có chắc chắn về sự cứu rỗi của mình. Tại sao chúng ta không suy luận theo kiểu là tin hay không tin? Một người tin hay là một người không tin? Bởi vì chúng ta được cứu là dựa trên lẽ thật sống còn, đó là lẽ thật, là được cứu bởi đức tin mà. Thay vì là lý luận theo cái kiểu là một người được đem đi, một người ở lại, là cái người đem đi là người tốt mới được đem đi, còn người bị để lại là người xấu. Tại sao chúng ta suy nghĩ là coi như là một người tin và một người không tin? Được cứu là bởi đức tin chứ đâu phải được cứu. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là Chúa nói đem đi, mà đem đi đâu? Chúa đâu có nói đem đi là đem lên trên đâu. Chúa chỉ nói là tất cả mọi người, cơ đốc nhân, những người được lựa chọn là được cất lên hết. Chúa nói những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng sẽ được cứu, có nghĩa là người nào bền chí trong đức tin dù những hoàn cảnh khắc nghiệt xảy ra, dù lừa dối, dù đạo lý của quỷ dữ, lừa dối và phép lạ lừa dối, mà họ vẫn bền chí tin Chúa Giêsu là Đấng Christ thì họ sẽ được đem đi hết, họ sẽ được cất lên hết. Chúng ta lướt cái chỗ này ha. Chúa nói về chủ nhà và quản gia đó nên nói chung là Chúa cũng nói về sự thức canh, canh chừng, tỉnh thức sẵn nên đừng để cho coi như giờ là mình bị lừa dối, rồi mình đi theo sa đà, theo thế gian này, mình đi theo các thần khác, mình bội đạo. Chúa nói thức là thức dậy, thức canh là vậy. Chúng ta xem một chút về cái Tê-sa-lô-ni-ca như 5 đoạn 1 câu 10. Hỡi anh em, về thời kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ ràng lắm, ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong ban đêm. Ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong ban đêm. Ở đây không nói là Chúa đến giống như kẻ trộm nha. Ở đây nói là ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Mà trong Kinh Thánh nhiều lần nói tới ngày của Chúa, có nghĩa là cái ngày của sự phán xét. Nghĩa là họ, khi người ta đang sẽ nói rằng bình hòa và an ổn thì tai lạ, họa thình lình bục đến. Ngày của Chúa đối với người thế gian đó chính là ngày của tai họa phục đến, như sự đau đớn xảy đến cho đàn bà có nghén và người ta chắc không tránh khỏi đâu, không tránh khỏi. Chúa nói không tránh khỏi đâu. Ngày đó là người mà không tin sẽ không tránh khỏi tai họa đó đâu. Câu 4 nói, nhưng hỡi anh em chẳng phải là ở nơi tối tăm nên nổi ngày đến, ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm.
Chúng ta đâu phải là ở trong tối tăm đâu mà cái ngày đó đến, cái tai họa đó xảy đến với chúng ta đâu. Cho nên chúng ta đâu có bị nó bất ngờ đến mức giống như kẻ trộm vào nhà vậy. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày, chúng ta không phải thuộc về ban đêm cũng không phải thuộc về mờ tối. Vậy chúng ta chớ tỉnh, chớ ngủ như kẻ khác nhưng phải tỉnh thức, vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lấy lòng yêu thương, và lòng yêu thương lấy sự trông cậy thì sự cứu rỗi làm bảo trụ. Như vậy theo sứ đồ Phaolô với Chúa, sứ đồ Phaolô thì đối với người ngoại thì ngày của Chúa sẽ là đến như kẻ trộm. Hàm ý nói là ngày phán xét, ngày tai họa sẽ rất bất ngờ đối với kẻ tin. Không còn bình hòa an ổn nữa. Mà cái ngày đó là cái ngày mà đầy dẫy những tai họa. Nhưng với con cái sự sáng thì ngày ấy là ngày vui mừng. Tại vì ngày ấy là cái ngày mà con cái sự sáng sẽ được Chúa cất đi. Đó là ngày hoan hỷ. Đó là ngày của sự cứu chuộc thân thể. Đó là cái ngày mà chúng ta đứng lên và ngước đầu lên. Bởi vì sự cứu chuộc chúng ta đến, được cứu chuộc cái thân thể hư nát này. Thân thể này sẽ biến hóa, mặc lấy một thân thể vinh hiển, không còn phải chịu gánh nặng của đau yếu và bệnh tật nữa. Không chịu gánh nặng của sự chết nữa, mà được biến hóa cất đi trong vinh hiển. Và Phaolô nói chúng ta cũng phải tỉnh thức. Bởi vì chúng ta để có thể tận hưởng được điều lớn lao trong ngày chúng ta, Chúa đến, chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức là tỉnh thức cái gì? Có ba điều mà Phaolô nêu đây là tỉnh thức mặc áo giáp bằng đức tin. Đức tin trước. Thứ hai là tình yêu thương. Và thứ ba là đội mão trụ bằng hy vọng cứu rỗi. Như vậy thì đức tin, tình yêu và hy vọng là ba cái mà chúng ta giữ là chúng ta tỉnh thức. Và cái ngày đó chúng ta không sợ hãi gì hết. Đức tin, tình yêu và hy vọng thật ra đều bao hàm trong đức tin. Bao hàm trong đức tin luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta có đức tin thì chúng ta hy vọng. Nếu chúng ta thật sự tin Chúa, chúng ta tin vào sự cứu chuộc của Chúa là chúng ta hy vọng cuộc sống của chúng ta có sự sống đời đời. Nếu chúng ta tin vào sự cứu chuộc của Chúa thì chúng ta tin rằng chúng ta có cơ nghiệp vĩnh hiển giàu có ở trong tương lai. Nếu chúng ta có tin vào Chúa thì chúng ta có đức tin rằng là chúng ta sẽ được cứu chuộc trong cái ngày mà Chúa đến. Cho nên là đức tin thì sản sinh ra hy vọng. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu cũng nằm trong đức tin luôn. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa thì Chúa đổ đầy tình yêu agape trên cuộc đời sống chúng ta. Bởi vì trong giao ước mới Chúa muốn chúng ta làm một luật thôi, đó là các ngươi hãy yêu nhau. Các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi yêu nhau cái thể ấy. Và Chúa dùng từ agape. Như vậy một khi chúng ta đã có đức tin thì chúng ta sẽ tiếp nhận tình yêu agape từ nơi Ngài, để chúng ta dùng tình yêu đó mà thực hiện điều răn của giao ước mới. Nói cách khác là chúng ta giữ vững đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh. Dù hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì chúng ta giữ đức tin của mình, bởi vì trong đức tin đã bao hàm luôn cả tình yêu và hy vọng. Như vậy thì tỉnh thức là gì? Tỉnh thức có nghĩa là chúng ta giữ đức tin của mình, không bị hoàn cảnh làm cho chúng ta suy xuyển, không bị sự bắt bớ làm cho chúng ta suy xuyển, cũng không bị sự lừa dối hoặc là bị dối gạt bởi thuyết giả, tiên tri giả, phép lạ lớn lao gì. Chúng ta không. Chúng ta cứ tin lẽ thật của Đức Chúa Trời, sống theo lẽ thật của Chúa và tin và hy vọng theo lẽ thật của Chúa. Đấy. Thì như vậy khi Chúa đến, nó không có thình lình như kẻ trộm đâu quý vị, mà là sự vinh hiển của chúng ta được cất lên. Tóm lại trong lời khuyên dạy của Chúa, chúng ta học những lẽ thật nào? Mặc dù Chúa nói đến ngày phán xét, nhưng mà chúng ta học được nhiều lẽ thật ở đây. Thứ nhất là theo ý định nhân từ của Đức Chúa Trời, tin lành phải được giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng mới đến. Nắm chắc cái điều này nha quý vị. Hãy biết rằng điềm báo của Chúa đến là lúc các thế lực từng trời rung động. Lúc ấy chúng ta đừng sợ hãi, mà hãy sao? Đứng thẳng lên và ngước đầu lên, vì sự giải cứu chúng ta đã đến rồi. Lẽ thật thứ hai là chúng ta cần tỉnh thức. Tỉnh thức là chúng ta giữ vững đức tin và lương tâm tốt của chúng ta. Ngày của Chúa là ngày của đại nạn, nhưng mà với chúng ta thì sao? Ngày của Chúa là ngày vui mừng. Nạn là xảy ra với người ngoại nhưng mà không với chúng ta. Nó đến giống như kẻ trộm là đối với người ngoại, nhưng mà đến với chúng ta là Chúa vinh hiển ngày đến với chúng ta. Chúng ta không chạy đến với bất kỳ chính đấng Christ nào,
Không cần phải chạy đến ai tự xưng mình đấng Christ. Thậm chí cũng không chạy đến với Christ thật, bởi vì Christ thật chúng ta không thể chạy đến được đâu. Cái ngày mà Christ thật đến chúng ta không thể chạy đến được, bởi vì ngày đến trời, chạy cái gì mà chạy. Chính Ngài sẽ cất chúng ta, cho nên hãy yên tâm, thoải mái. Ngày đó nghe tiếng kèn bay tốt, Chúa sẽ cất chúng ta lên. Chúa sẽ nhóm chúng ta lại bằng cách Chúa cất chúng ta lên, những kẻ được lựa chọn. Mà chúng ta biết ngày đó vinh hiển lắm nha, rất rất là vinh hiển. Một sự cất lên với quy mô chưa từng thấy, vinh hiển vô cùng. Mà mặc thân thể chúng ta mặc lấy sự vinh hiển sáng lòa như Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta lưu ý là không kẻ tin nào bị bỏ lại. Trong câu tôi nhất đoạn 15 câu 51, chúng ta không ngủ hết nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Hết thảy, Chúa nói hết thảy đều sẽ biến hóa. Những kẻ được lựa chọn, hết thảy đều sẽ biến hóa. Không có cái chuyện người đi người ở đâu quý vị, không có chuyện người đi người bỏ lại đâu. Nếu là cơ đốc nhân, nếu là người tin Chúa thật sự, thì hết thảy đều để biến hóa. Những người ở lại, những người không tin thôi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng ta. Bởi lời Chúa chúng ta nắm chắc vững vàng đức tin của chúng ta và vui hưởng. Hãy yên tâm sống một cuộc sống vui hưởng, bình an trong những của Chúa. Đừng sợ hãi bất cứ chuyện gì. Bởi vì những gì xảy ra là đại họa đối với người ngoại, nhưng mà với chúng ta là coi như là vui mừng, là vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Shalom. Vui sướng quá thầy ơi, tuyệt vời.